dăm tháng trừ là chả còn gì hết, mà trừ nó trừ em, Đúng nó rồi không, đó Hiếp, em không đúng còn, rồi đó, em thằng không đó còn. đó, thằng đó là mà mệt á, thằng đó nó lôi Nhất ra là là mệt lắm á. FBI á, chứ không phải À. IRS đâu. FBI Thì ra mấy nó thằng, làm hai được thằng đó làm việc với nhau mà, thứ nhất là thế đó, FBI nó làm trước làm xong việc. bắt đầu nó mới report lên thằng kia. Rồi hai thằng nó bắt đầu, thằng kia thì bắt đầu mới nó moi ra. Thì một khi thằng F nhúng vô thằng à, thằng thằng IS phải phải làm việc à. Làm việc đúng mà, thằng kia IS chơi tiền mà đó, thì Ừ, nó thằng mới đó nói là anh thằng thằng anh control Uber cũng dám đó. đi hai vụ luôn á. Hồi trước anh Uber kể nó tới tận nhà tao, nó kêu tao lên luôn mà, thằng FBI á. Nó lên quỳnh, hello mọi người. Thì đó, bởi vì nó Anh em đồn mệt, ra cái anh em mồm mình thằng kia. chơi này, nói thiệt, anh em mình chơi bên này á, có tiền mà rất là cực khổ. Chứ Dạ mà đúng giỡn đâu, rồi. chơi Bico này khổ lắm. Lo đủ thứ lo, chơi vui lúc mà, lúc hăng máu lên đập dữ lắm á, đập xong rồi ngồi lo lắm á. Đó là, anh nói cho biết, lo là không phải lo tiền, mà lo về chính quyền thôi. Thì trong mấy anh bỏ ra mấy anh mới có được cái số tiền đó, mấy anh tặng cho tụi em, mấy tụi anh tự đem niềm vui ra cho tụi anh tặng cho tụi em quý cái sự mà mấy anh tặng dữ, chứ không phải là kệ mẹ nó đi, nó ở nước ngoài nó giàu nó tặng kệ nó, đừng có ấy. Nhiều khi mấy anh tặng tiếc, nhiều khi mấy anh tặng em nhiều quá em cũng tiếc mấy anh. Em chơi mình Tụi anh bị mang tiếng dạy gái nữa đấy đó, em. Dạy gái bây giờ nãy chuyển anh qua mới dạy nghe không, trai. đó nãy anh mới nghe không, anh nói nghe không, nói đó, nó nói ông nội, nó ông nói anh Hoàng Tử Gió mê gái mà bỗng vậy đó, nói vậy đó. Không, cái nào anh em Không, trên đây thật. Hoàng Tử Gió bây giờ nói chung á, là Hoàng Tử Gió là muốn lấy cái phương niệm từ cái phụ mà event này nè. Bởi vì nói chung Hoàng Tử Gió nói câu anh thấy cũng hay, là đó, trên thế giới lúc nào cũng xem Việt Nam là nghèo nàn, em hiểu không? Cho nên á, đó là bên ngoài, cho nên Hoàng Tử Gió muốn tên online này đó là cái tụi mà trên thế giới này là phải nể Việt Nam cách chơi. Em hiểu không? Giống như là Hoàng Tử Gió muốn lấy một cái danh tiếng, muốn lấy một cái tiếng để mà cho Việt Nam đó. Thì anh thấy Hoàng Tử Gió nói coi như vậy hay á. Tuy tuổi trẻ nhưng tuy tuổi thì trẻ nhưng mà suy nghĩ vậy anh thấy cũng hay. Chứ Thì tính ra nói thiệt á, Hoàng Tử Gió mà nói về trình độ đập còn thua mấy thằng Ả Rập xa. Ả Rập nó đập đúng, dữ lắm. Tụi Ả Rập sao nó đi đập đập buộc ghê thiệt, ghê luôn á. ợ nó luôn á, À. nó Nó đập đập ngày kinh 10 khủng. me là bình thường đối với nó mà. Cái Tụi Ả thằng Rập nhầm sao thằng đi, ấy nó mà dễ dàng nó mới chơi phải không, nhầm mà. thằng mới chơi phải không. Em thấy đợt đó em vô em để ý ông nội đó ông mới chơi mà ông đập trong vòng, em thấy gì mới có sáng em thức dậy em ngủ thức dậy em vô lại cái gum của thằng AZ đó, cái ông đó nó vô cái một chút xíu nó lên mà mấy mê rồi, nó đập gì kinh khủng. Mấy nói chơi Ả anh Rập nghĩ đập không, dữ lắm. mấy nói chơi nó chỉ ăn cái lương cứng thôi, còn cái vụ mà nó làm bao nhiêu là nó sẽ đẩy ngược về thằng bên kia, thằng bên kia đẩy ngược về thằng bên đây, nó cứ kéo gù đai như là anh em nó dồn lại, nó cứ đi xong quanh vòng quanh vòng quanh hoài. Còn cái mấy vụ mà mấy du sờ là riêng nữa, mấy du sờ là mấy ông nội nó là mấy ông nội dạng dữ rồi, mấy ông đập là chả có tiếc Còn mấy anh trời du bài anh đập dữ lắm, mấy anh du bài anh ghê đập thiệt. ghê nữa. Thì Bây giờ mới nói về dư tiền nó mà, mới dư dư tiền mà mà lẽ ta lẽ chợ của mấy nó à, mà. tiền của nó bên nó lấy nước cái gì, lấy dầu hỏa thay nước luôn mà. Nên tiền nó bao la, mình sao Sao chơi lại đốt nó ra được được. nữa, nó đốt mình thì được chứ làm gì mình đốt Đốt nổi, mình nhưng mình sao đốt nó nổi. Việt Nam mình tính ra vậy mình cũng trung bình rồi chứ đâu, cũng mình cũng đâu có tệ dữ lắm đâu. Việt Nam mình chơi tên này anh thấy cũng dữ luôn rồi, nó trung bình gì Chứ nữa, gì, chơi vậy cũng mình nghĩ ghê. là chắc Mình chơi mà mình đuổi chỉ theo thua nó người gần bên đó xém thôi chứ à. còn đòi gì. Chứ bên Mỹ Căm đâu là thù, cũng đúng đâu có chơi rồi. giống Việt Nam được. Như bữa Bên ra một Mỹ thầy nó thiệt, chơi cái giải top nhất. one của bên Mỹ này đó là cái anh giật cái tuần này nè, cái top one này á là có nói 800 đầu là maximum mà anh để ý luôn á, là cái top one của Mỹ đó là một tuần đó. Đó là anh vừa rồi anh đập dữ lắm á, là anh lấy luôn cái top one, là top tuần này luôn đó, là anh biết rồi đó. Chứ còn mà Nhưng nói mấy một anh nó triệu nổi hai nổi top triệu từng Mỹ rồi không nổi có bên kia đâu. không à, nhầm 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 người thì nhầm mấy anh thì nó nổi bên đây, còn nhầm mấy anh thì nổi bên kia. Bên đây mình chả thấy mấy anh đập bao nhiêu mà bên đây top từng bên đây thì chả thấy mấy anh đập đó, nhầm nhầm Vì em nhầm biết anh thì sao nổi. không? Vì em biết sao không?
Vì em biết sao không? Vì cái nick của tụi anh á, khi tụi anh register cái ID này nè, là tụi anh làm ở Mỹ, cho nên cái tụi Bigo Server nó detect cái ID của tụi anh bên Mỹ. Cho nên nó nhóm vô tụi anh là một 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 rồi có group của tụi anh là group bên Mỹ. Đúng rồi. Hèn gì bên bên tụi anh mới thấy được cái top bên bên tụi anh thôi. Mà cái top bên bên như là cũng như mấy người ở bên Hàn cũng vậy đó, thì nó chỉ top bên Hàn thôi, bên đây thì nó cũng chẳng thấy. Nó vậy. Đúng rồi, nó detect bay Thì nó đó. cái server mà, nên nó detect cái IP đó em. Nó detect IP chứ không phải ID đâu, IP. Thì nó cứ vậy vậy. Đợt này dướng cũng nhiều lắm á, đợt này tính ra là nó trừ cũng nhiều lắm á, trừ tất cả các đội như tụi em đi coi Nhiều, anh thì nghe nói anh đi vòng vòng nghe nói nhiều quá trời nhiều luôn. nếu mà nó trừ, nếu mà nó khoảng trừ như là đội vòng của tụi em, như em Đức Anh rồi Sơn Sói rồi rồi Hoàng Phong rồi tất cả các đội Nam á, là nó đẩy cái một Anh hoặc nghe là nói hai cái lên lý lý gì đó, lý gì mà lý mặt sau lên á, sau, lý thì mặt lấy mặt sau sau là nó đó hết là luôn, nó up GK luôn á. Đẩy ra rồi. cả mét. Âm luôn á hả? Cái ngày mà Nó lý trừ, mặt sau nó trừ PK qua với tháng ai trước đó là như ghê vậy vậy hả? hả. Nó trừ qua tháng trước đó. Tháng trước là nó Tức là nhọn lại tháng này luôn, nó cho là thằng nó trừ âm luôn, rồi anh nó hiểu không, không à. là nó trừ luôn trong cái bảng lương lương cứng nó về cho tụi em á, là nó trừ trong đó luôn. Cũng như tới Tức tháng là nó đó em ví đưa dụ tôi kim như cương ảo. em nói anh nghe, ví dụ như là tụi em làm như là ví dụ như là làm mức 600 phải không, là cái đầu tiền nó về là đúng mức 600, nhưng mà nó sẽ trừ về, nó sẽ làm trừ ngược lại là mình làm được mức 250, nó trừ vậy đó, nó lui ngược lại là mình vừa làm đủ mốc 250 chứ không được 600, nó trừ vậy đó Tức đó, là nó anh trừ hiểu mức rồi, vậy anh luôn hiểu đó. rồi, anh hiểu rồi. Đù, nó chơi vậy là chết luôn á, sắp mặt luôn á. Đẩy cái một là chị sầu là chả còn cái gì luôn á, đẩy một là chị sầu nó là trắng tay luôn. Như tháng gọi chị sầu làm cũng mét hai phải không, nó đẩy một chị sầu còn 600, mắc trong đó bao nhiêu đó. Vì Ê, vừa không rồi hình như thấy thấy bụi với lại Hòa Tỏi đập dữ lắm mà, đập cái ngày gì đó PK với ai đó, thấy đập quá trời đập ghê luôn, lắm, đập đập tới thật. 65 vòng gì Tháng luôn trước chơi đập PK gia tài gia tộc mà thấy đập dữ mà, mà. những con cua cũng bị trừ dữ lắm á, Chị con cua bé hả? Sao có cua trừ hả? Bé ít cua hả? nữa, chị cua trừ ít, ít chị gì cua thôi, trừ có 150k, ít thì tao nghe nó trăm mấy à. Nhưng mà 150k, 50k cũng đỡ. cũng như anh Sơn Sói vậy thôi, như Sơn Sói vậy thôi, đẩy đẩy cái một cái bữa BK đó là bữa đó là làm không công luôn, bữa đó làm không công. Em đẩy 2 ngày phải không, nó đẩy em 2 ngày là em âm lại luôn. ngày ngày đầu em làm ngày đầu em làm được 3 thùng phải không, là nó đẩy một gụi gụi ngày qua, ngày sau nó đẩy em trăm ngoài ca nữa, trăm ngoài ca đẩy một gụi luôn, để bữa sau đẩy trăm ngoài ca nữa nó âm lại Nó luôn. làm cho kỳ vậy anh cái này ha, nó làm vậy thì nó phải at least nó phải identify thằng ID nào chứ, nó Là chơi vậy nó chết cũng chết. khôn chứ bộ, nó cũng khôn, nó biết mấy người Việt Nam á không không lên tiếng được á, vậy cuối tháng nó cứ trừ thôi, nó đâu ngu dại gì, nó Tụi cứ em trừ nó nói trừ tôi là phải. tụi mày làm cho tao, tụi mày không biết cái đó lý do tại sao mày bị trừ, nó trả cho mình biết cái lý do này không, mày làm cho tao là mày chỉ Cái làm thôi đó đó, đó. cái đó là thằng quản lý của em phải chịu trách nhiệm, quản lý của em phải đi liên lạc với Bigo đòi đòi lại cái đó cho em. Đó Chứ thì chẳng lẽ em đi, quản lý lên em mới đây nói là quản ngồi lý, coi rồi chị lấy tụi chị luôn ăn lấy tháng ăn 10 cái phần phần trăm đâu trăm của được tụi em trong đó, tụi chị phải giải quyết hả? làm sao cho nó thỏa thuận lực nhờ với tụi em. Như tất cả cái du sở tụi em làm cái công cực khổ cày cho tới cuối tháng, mà cuối cùng nó trừ cho em một cái ù cái một ở đó, như trừ ít thì không nói đi, còn cái trừ một cái ù vậy đó, rồi chị trong trong đó chị có chịu được không, trong thời gian cực khổ cày ngày cày đêm để đem được cái đủ những cái nhiệm vụ như vậy, mà cuối cùng đẩy một cái sò vậy đó, rồi tụi em bị âm lại, mà thêm cái Lazada nó bị trừ nữa đó, tụi em cày sao tụi Ngày em cày kịp đêm rồi đỡ, rồi đập thằng nhóc mỗi ngày nữa mới chết đó. Là anh thấy không, anh em nói thiệt nha, em chơi đúng không, em chơi em trả đập kèo rồi cái là có tâm luôn á, nhầm người nói em thằng đánh lớn thì nhẹ đánh bị, nhẹ, thằng nhóc còn bị nữa. nó đập Nhưng cu gà mà đái ra máu luôn đó, chứ đâu phải giỡn đâu, đái ra máu luôn đó mày mày trời. Phương, mày là mày bớt bớt đập cái em mày đi, đập qua mày bốt đó, không biết làm sao dùng nữa. Thì cái Không, em vườn nói mọi đập người, nhiều mình đã thôi, mình không em phải nói cọc rồi, dây đã cọc chấp nhẹ nhận chơi thôi.
Dạ. Còn cộng với nước nữa, nó chết luôn đó. Nó kéo giãn ra sau này cần không được cái chết Em nói mọi người phải đó. không, đã mình chấp nhận mình đã ra kèo chơi nhầm đứa, nó chơi đúng hết, nó không trả kèo mình, nhiều khi mình cũng suy nghĩ nó là con gái đi, nó trả kèo, nhiều khi nó trả kèo mình thấy mình thấy sơ qua, mình không 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 tính toán đi, còn mình đã mình chấp nhận mình chơi là mình phải chịu thiệt rồi đó. Em thấy là chơi là mình chấp nhận là mình phải chịu rồi đó, mình phải trả mà kèo mà thiệt cho người nhưng mà ta. mày bớt đập mày bớt đập thằng thằng em của mày đi, đập nhiều quá mày mốt là xài xài hả? Mày đập Chơi phải tao chịu thôi. biết là đập có tâm rồi, chơi có tâm rồi, mình bớt bớt chút đi, lúc nào cũng chơi kiểu đó sao chịu nổi. Ok Phương, giờ đi làm Dạ. đi. Ok mình xuống nha. Dạ. Chắc anh làm rồi. Hello 101 nha. Bây giờ mình kiếm người mới khay đi. Anh trai anh chạy đâu rồi? Mới nghe tiếng chạy đâu rồi? BK đi phương quần què. Mấy anh giúp em nha, để em thôi mặc em như cái mệt nữa đó. Mấy anh giúp em nha, để em thôi cái mặt em như cái mệt. Sao sao vậy anh trai, sao xuống vậy anh Tâm? Ship điện.